nếu các bạn đang cảm thấy chán ngắt với con chuột đen xì của mình, hay nếu các bạn cảm thấy khó chịu với cái đuôi chuột của bạn quá vương vưu. Mẹ cái gì đấy? Hoặc là nếu các bạn không biết tìm con chuột nào sao cho super cool ngầu, cá tính mà điều quan trọng là giá phải rẻ nữa, thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến sự mới mẻ cho không gian làm việc của bạn bằng bộ chuột không đuôi siêu anh hùng Marvel đến từ thương hiệu Logitech. Nói nhỏ thôi không, ông Tuấn Anh ông đang ngủ sao anh em ạ? Bộ chuột này có tên mã là M238, nó có rất nhiều phiên bản khác nhau và chúng có một đặc điểm chung, đó chính là chả có đặc điểm chung gì cả. Really nigga? Bởi phong cách hướng đến của những chiếc chuột này đó chính là sự sáng tạo, phá cách và phù hợp hơn đối với những bạn trẻ. Có chăng điểm chung ở đây đó chính là những chiếc chuột này được Logitech chia theo từng chủ đề khác nhau để phù hợp hơn đối với sở thích cũng như cá tính của mỗi người. Ví dụ như là bộ chuột party này dành cho những ai thích quẩy. Đoán đấy thôi chứ mình cũng không chắc lắm đâu. Hay là bản noodle với những đường nét vẽ nguệch ngoạc dựa theo cả hướng của người sáng tạo. Phiên bản này thì Tuấn Anh đã dùng được một thời gian khá lâu rồi. Còn phiên bản mình đang ngó đây là phiên bản giới hạn limited edition dành riêng cho anh em nào là fan của Marvel. Anh em nào thích Captain America, Spider-Man, Iron Man hay là chiến binh báo đen Black Panther thì đều có đây hết. Và anh em có thể thấy rằng chính vì là một phiên bản giới hạn thì nên ngay từ cách đóng hộp đã rất là cẩn thận và chu đáo rồi. Ở đây có 5 châm này. Đấy. Đó gợi cho mình đến những chiếc hộp của những đôi giày hay là những chiếc laptop cao cấp. Chưa biết trải nghiệm cũng về chất lượng của những chiếc chuột bên trong nó như thế nào. Nhưng mà nhìn chiếc hộp như này là đã muốn tặng quà rồi. Cơ mình lưu ý một chút, đó chính là nếu mà anh em mua quà ấy thì góp 4 đứa mua chung rồi tặng cho 4 đứa khác cho nó rẻ. Chứ còn một đứa mua lên đến 2 triệu cơ. Hoặc không thì các bạn phải là một rich kid. À mà quên, chiếc hộp này thì đang được bán độc quyền tại Tiki. Nếu anh em mua tại Tiki thì sẽ được tặng kèm theo 4 vé xem phim nữa. Đầu tiên là Iron Man, tỷ phú công nghệ. Đây cũng là chiếc chuột mình thích nhất. Mình cũng đang phấn đấu để trở thành một tỷ phú công nghệ. Và có lẽ là mình sẽ cân nhắc để sở hữu chiếc chuột này. Đặc biệt là đến mùa Giáng sinh thì màu đỏ nó lại càng phù hợp hơn nữa. Nếu mà mua đơn chiếc chuột này thì nó sẽ có giá là 500.000. Tất nhiên là nó sẽ không được tặng kèm theo hộp cool ngầu như thế này, cũng như là không có vé xem phim đâu. Tuy nhiên thì mua cho bản thân mình nghĩ là có lẽ chẳng cần lắm. Cả 4 phiên bản chuột này thì đều dùng kết nối Bluetooth là 4.0, khoảng cách kết nối lên đến là 10m và thời lượng pin thì lên đến là 1 năm cơ. Mình nghĩ rằng anh em sử dụng chiếc chuột này thì cũng chả bây giờ phải đắn đo đến cái việc là thời lượng pin hay là dây dợ lằng nhằng nữa, cứ thế thoải mái mà sử dụng thôi. Oh. Cầm khá thi anh em ạ. Nhưng mà có vẻ như là ngón tay của mình hơi dài cũng như lòng bàn tay của mình hơi lớn. Thế nên cầm chiếc chuột này nó chưa được thực sự ôm tay cho lắm. Có lẽ là mình sẽ phải mất một thời gian nữa để có thể làm quen. Có những người lòng bàn tay bé như là các bạn con gái hay là Tuấn Anh ấy thì sử dụng những chiếc chuột như này là rất là phù hợp. Chiếc chuột này thì chủ yếu được làm bằng nhựa, chất lượng build nhìn chung là ổn, nói chung là không có điều gì để chê. Căng nút chuột trái phải bấm cũng ổn, hay là con lăn di thì cũng rất là dễ dàng, không quá di tay. Mặt dưới của chiếc chuột này lại còn được chu đáo làm từ 4 feet cao su nữa, thế nên anh em sẽ không sợ việc là bề mặt sẽ bị xước sau một thời gian sử dụng nữa. 4 feet cao su này anh em cứ thoải mái mà sử dụng với bề mặt thôi. Anh em có thể thấy ở đây là hai bên thân chuột được làm bằng cao su này, đó giúp cho việc cầm nắm mình cầm cảm thấy nó bám tay hơn rất là nhiều. Đặc biệt là mình là một người tay ra rất là nhiều mồ hôi, nhưng mà cầm vào cái chỗ cao su này nó cũng giúp cho mình bám tay hơn. Ở đằng sau xem có gì nào. Đây chính là bộ receiver, anh em phải thấy này, bộ receiver rất là nhỏ gọn để có thể cắm với laptop sử dụng. Rồi nhìn chung đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín Logitech, thế nên chất lượng hoàn thiện mình thấy là khá ổn. Captain, và xin lỗi anh em nào là fan của Captain chứ thực sự là mình không thích chiếc chuột này. Bởi vì mình thấy rằng Captain là một thằng lỡ hẹn, là một thằng thất hứa. Hẹn con gái nhà người ta 7 giờ đi nhảy mà ông ngủ một phát lên đến 70 năm liền. Nhưng mà được cái là bộ khiên của Captain trông khá chất, thế nên nhìn màu sắc của chiếc chuột này trông bắt mắt hơn rất là nhiều so với những sản phẩm ở đây. Nhưng mà khiên của Captain bị Iron Man lấy rồi đâu. Thôi, next. Spider-Man.
Mình cũng rất là thích phiên bản này, bởi vì người nhện là một anh chàng khiêm tốn, dù sở hữu một khả năng bắn tơ nhện bá đạo nhưng mà anh chả bao giờ nhận mình là siêu anh hùng cả. Và anh chỉ nhận mình là một người hàng xóm thân thiện của những người dân xung quanh thôi. Who are you? You know who I am. I do. Your friendly neighborhood Spider-Man. Còn về thiết kế của phiên bản này, mình thấy rằng nó cũng mang màu đỏ và cũng rất là phù hợp với cả dịp Noel sắp tới. Anh em thấy này, ở bên hai bên cũng có cao su. Đó, và mắt của người nhện nhìn trông rất là bá đạo rồi. Chiến binh báo đen, Black Panther. Xin chào vị vua giàu nhất thế giới. Và đây chính là 4 siêu anh hùng của mình. Tuấn Anh thì đã trải nghiệm được một thời gian khá là lâu rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ xem là liệu chất lượng của nó có thực sự là tốt hay không nhá. Và ok, tất nhiên là mình sẽ chọn Iron Man rồi. Nếu có thể sử dụng thì anh em cần cắm một chiếc receiver vào đây. Đơn giản là mình sẽ cắm vào cổng kết nối USB A là xong. Mặc dù mình đang lướt trên mặt bàn nhá, nhưng mà cảm thấy độ chính xác rất là cao. À mà không, nó sẽ hơi trơn nhẹ một chút. Tất nhiên là đối với bản thân mình sử dụng bình thường thì sẽ không làm sao cả. Ví dụ như là đọc báo trên thông tin thì sẽ rất là ok. Nhưng mà nếu sử dụng trên bàn không thì anh em sẽ cảm thấy nó hơi bị trơn nhẹ. Sử dụng thì có cảm giác là chuột nó đang bị đẩy đi hơi xa một chút so với cái khoảng cách mà anh em di ấy. Và để có thể giải quyết vấn đề này thì đơn giản, anh em chỉ cần sóng một cái bát chuột là xong. Và bây giờ hiện tượng bị trơn lúc đấy là đã không còn nữa rồi. Bây giờ mình đang ở trong game để xem trải nghiệm gaming trên con chuột này liệu có khả thi hay không. Tất nhiên đối với một chiếc chuột như này thì nhu cầu chai hack là không đạt tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà mình đang thử xem mà liệu nếu mà bí quá chơi game thì nó có khả thi hay không. Anh em có thấy là khi mình đang có một tấm bát chuột ở đây, mình hoàn toàn có thể chơi được một cách dễ dàng. Thử bỏ ra xem nào. Bỏ ra cảm giác di không được chính xác cho lắm. Và thực sự là mình sẽ không thể chơi được nếu mà không có bát chuột. Di nó sẽ thấy khi mình đưa nhanh thì nó lại đi chậm. Mà những lúc mình có cảm giác như là mình đưa chậm thì nó lại bị vượt quá so với cái tầm với tay của mình ấy. Nên có lẽ là mình sẽ phải sử dụng bát chuột thôi. Nhìn chung trải nghiệm gaming trên con chuột này là khá ổn. Anh em có thể sử dụng trong những trường hợp chữa cháy là hoàn toàn có thể. Tất nhiên đối với nhu cầu gaming thì anh em sẽ phải cần một sắm một chiếc chuột hơn 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Nói chung là tùy vào nhu cầu của mỗi người thôi. Chứ còn đối với một sản phẩm, đối với một chiếc chuột 500 nghìn thì mình nghĩ rằng chất lượng của nó đạt đến như vậy cũng là tốt lắm rồi. Còn đúng ra thì đây vẫn chỉ là bộ chuột dành cho những tác vụ văn phòng, dùng để lướt web, đọc báo, check thông tin thì rất là tuyệt vời. Miễn sao khi sử dụng, anh em cần có bát chuột và lòng bàn tay của anh em phải vừa đối với chiếc chuột này thì mọi thứ đều rất ok rồi. Ok, và đó chính là những trải nghiệm của mình về bộ chuột không đuôi siêu anh hùng Marvel đến được thương hiệu Logitech. Đúng là kiểu như là bây giờ vũ trụ siêu anh hùng Marvel có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Rồi, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe channel để ủng hộ chúng mình nhá. Bây giờ xin chào. Quay xong chưa? Ít mẹ nằm ngủ mơ lại gái bị người yêu đánh rơi vào đầu hai phát trên đầu.